gần 2 tấn thực phẩm là nông sản ngâm hóa chất độc hại, được phát hiện tại 3 cơ sở sản xuất trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 200 kg chất tẩy trắng, 5 kg hàng the, 100 kg axit acetic. Đây đều là những hóa chất không được phép sử dụng. Khu vực sản xuất thực phẩm thì dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh. Chủ 3 cơ sở khai nhận đã dùng nhiều hóa chất và đổ trực tiếp vào để làm trắng ngó sen, chuối bào trước khi cung cấp sỉ cho các chợ đầu mối, chợ lẻ, quán ăn và đưa đi nhiều tỉnh thành tiêu thụ. Hiện toàn bộ tang vật đã được niêm phong để cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.